hoàn thành được nhiệm vụ của chúng ta ngày hôm nay. Thưa quý vị, một tràng pháo tay nồng nhiệt. Khủng khiếp. Trước khi mà giám khảo khoa học đưa ra nhận xét và cho điểm thì tôi xin mời quý vị cùng gặp gỡ một cái người mà đã đóng góp rất là nhiều cho cái sự nghiệp của anh, luôn luôn ở bên anh trong những lúc khó khăn nhất để cho anh tiếp tục cái niềm đam mê này. Đó là bà xã của anh. Xin một tràng pháo tay nồng nhiệt. Hồi nãy chị có nói là quá là mệt mỏi, kinh khủng với cái sở thích của chồng mình. Như vậy thì em hỏi là chị có chịu đựng gì hay không, hay là chị có hy sinh một cái gì đó cho ảnh hay không? Mình đã có những cái giai đoạn là sẽ chia tay, nhưng mà mình phát hiện ra cái tình yêu lao động của ảnh nó khủng khiếp ở chỗ là một con người có thể làm trong đêm từ 11 giờ cho đến 5 giờ sáng và một mình trong bóng tối. Trong đêm ảnh về 98 thùng cá, tức là 5.000 con cá, mở từng cái thùng ra. Cái nghệ thuật nằm ở chỗ là ảnh đã ẵm cái con cá như thế này, không có được đụng vào cái bụng của mình. Dạ. 98 thùng để đưa lên cái bồn cao như thế này. Thì lúc đó mình khóc. Mình khóc là cái tình yêu gì mà nó kỳ cục vậy. Dạ. Lúc mà nó mới về đó thì ảnh cho ăn, ảnh cũng sợ nó stress, rồi sợ nó khó chịu, thì ảnh lại nói em đừng có đứng gần. Tức là ảnh quý nó như thế. Anh ơi, cho em hỏi một câu rất là đúng lứa tuổi của em. Nãy giờ em nghe chị chia sẻ rất là nhiều. Cho em hỏi anh là với tư cách của một người chồng thì anh nghĩ gì về tình yêu? Một tình yêu mà em cho là rất lớn mà chị đã dành cho anh. Thật ra thì hai vợ chồng mình đến với nhau, khi đó thì mình đang còn trong quân đội, mình chuẩn bị ra thôi. Lúc đấy là mình đi chơi với bạn mình, bạn mình quen với bà xã mình, khi đó là đưa mình đi chơi chung, uống cà phê. Lúc đó là không có để ý nhau. Nhưng mà sau này thì bà xã mình bán bảo hiểm, thì bà tư vấn cho mình, thì mình là đâu có tiền mua. Thành ra là thôi, không có cách nào khác thì... Người ta bán gặp ai ta cũng tư vấn hết anh này. Từ cái đó mà thành cái duyên. Còn cái sự hy sinh thì mình nói này, mình đến bà xã mình lúc mình không có một đồng nào. Cái thời gian đầu quen nhau á, có giận nhau rất là lớn ở chỗ bà xã mình nhắn cho mình không có trả lời. 5 ngày trời bà rất là ấm ức, cái một người đàn ông mà một người thanh niên mà coi thường phụ nữ tới mức độ như vậy. Cái là 5 ngày trời không trả lời tin nhắn. Thật sự luôn, trong cái giai đoạn đó mình đang chuyển đổi giữa trong và ngoài, có nghĩa là cái chuyện mà xin ra khỏi quân đội nó là một cái điều cực kỳ khó, tại vì mình là sĩ quan đào tạo cơ bản, mình cũng đang rất bất sang bang về cái chuyện nó, thành ra nó ảnh hưởng đến vấn đề tài chính. Trong thời điểm đó cái điện thoại của mình không còn một đồng để nhắn tin trả lời, nó kinh khủng là như vậy. Sau khi mình sinh ra thì mình bắt nhịp rất là nhanh. Cũng may mắn là mình chọn đúng cái thời điểm. Trong một thời gian ngắn thì mình cũng tạo lập được một số vốn tương đối tốt. Sau đó mình đầu tư mạo hiểm. Từ năm 2008 mình theo đuổi đến năm 2013. Thật sự là kiệt quệ hoàn toàn. Nghĩa là thời gian đó phải nói là khi mình bước vào con cá côi này mình đặt âm lớn luôn đó. Cũng rất là may mắn thì bà xã mình là cái người luôn luôn đồng cam chịu khổ, chịu đựng rất là nhiều trước khi chơi môn này và đến khi chơi môn này. Vì thực ra là tiền thì thiếu, nợ nần tùm lum tà la, mà cứ vung tiền cho mấy em này. Để nói là một cái sự kinh khủng. Nhưng mà mình cũng đã thuyết phục bà xã mình cái gì nó có giá của nó. Thì rất là may mắn là bà xã mình đã vượt qua được. Còn nếu mà bà xã mình không vượt qua được thì chắc là hôm nay mình không đứng ở đây. Có một ông chồng có một cái đam mê quá mãnh liệt, chị vẫn phải tiếp tục ủng hộ một cái mà nó mang tính rủi ro cực cao. Nuôi con cá biết có thành công hay không, rồi một con nó đâu phải rẻ. Cái này nó liên quan đến cả gia tài, chứ không phải đơn giản chỉ là cái chuyện đam mê. Cái động lực gì để chị tin được là ổng sẽ làm được? Hay là lúc đó tâm lý là phó mặc cho số phận? Hoặc là chị yêu ổng ở cái điểm nào để cái tình yêu đó nó mạnh tới mức độ nó vượt qua tất cả những cái điều đó? Với mình, người phụ nữ hoặc là người đàn ông, khi mà mình gắn kết với nhau, cái điều đầu tiên là mình phải chịu trách nhiệm cho cái chuyện mình lựa chọn. Cái thứ hai, mình may mắn mình lựa chọn tình yêu. Mà đã yêu thì tôi tin rằng là không có cái gì không vượt qua được. Vậy câu hỏi tiếp theo là ổng có cái gì mà chị yêu dữ vậy? Cái này mình chia sẻ với tất cả các bạn sinh viên. Khi mà chúng ta quyết định chọn một ai đó, chúng ta phải tìm ra một cái lý do để chúng ta không bao giờ thấy hối tiếc. Thứ nhất là cái tính cách, thứ hai là cái tình yêu lao động nó quan trọng vô cùng. Nếu một con người không có tình yêu lao động, một thanh niên mà không có tình yêu lao động, họ không bao giờ có thể bảo vệ bạn, che chở cho bạn những cái lúc mà nguy biến hoặc là những cái lúc khó khăn. Bởi cái cuộc sống mình không bao giờ chúng ta được nghĩ nó là màu hồng. Giống như một người mà mình chọn lựa thì mình phải nghĩ là họ có 99 điểm xấu, chỉ có một điểm tốt thôi. Vậy chúng ta phải bám víu cái điểm tốt đó để chúng ta yêu suốt đời cái điểm tốt đó. Và khi chúng ta xảy ra cái gì đó, chúng ta đừng nhớ cái 99 điểm xấu kia, mà hãy ôm cái điểm tốt đó. Đó là sự chung thủy.
ảnh xấu vô cùng, xấu vô cùng. Thứ nhất là thô, không bao giờ chị được cầm một cái ly hoặc là cho một cái ống hút, không bao giờ có. Chết thiệt, ông ơi về tập cách bỏ ống hút vô ly ông ơi. Có một cái chuyện này nó rất là hài hước, mình tuổi thân vô cùng. Giữa cá với chị, ông gần đó, ai đó, hơn? Đó. Chắc là cá. Mình bệnh, mình cảm, mình buồn vô cùng, cái là mình thui thủi một mình. Thì mình thấy ảnh ngồi bên hồ cá, anh nói chuyện, rồi ảnh hung, rồi ảnh làm cái mình nói. Hình như là một tuần nay anh không hề quan tâm rằng em rất là khó chịu trong người. Anh bảo trời ơi, em nói được thì em nói đi, nó đâu có nói được. Nhiều khi người ta ganh tị ông ơi. Khi anh ẵm con cá đó là anh nâng niu, anh còn đưa cái đầu nó vào đúng thế để cho nó không có phong. Bởi vì ẵm con cá là cả một nghệ thuật. Bởi vì cái bộ xương nó rất là mong manh. Anh làm đủ cách để con cá nó không tuột khỏi cái vòng tay của anh. Thì mình có nói anh một câu: có bao giờ anh sợ em sẽ tuột khỏi cái vòng tay của anh? Không phải là vì em không yêu anh, mà bởi vì em phát hiện ra là anh đã thật sự hiểu em chưa. Mời trả lời. Chứ không phải là nghĩ mình siêu trí tuệ, muốn làm gì làm. Mời anh trả lời. Thực ra thì để trả lời câu hỏi bà xã mình á, mình thật sự hiểu bà xã mình chưa? Cái câu này bà hỏi nhiều lần rồi. Mình nghĩ là mình có hiểu chứ không phải không hiểu. Nhưng mà rất là kỳ lạ ở chỗ mình cũng không còn phải trẻ nữa, cũng là trung niên rồi, bước qua sườn dốc bên kia rồi. Có những lúc biết là bà giận, mình muốn nói lắm nhưng mà vẫn không nói, y như con nít. Mình biết là mình sai đó, chỉ cần một câu nói là mình biết là tất cả ok. Nhưng mà cuối cùng không nói là không nói. Nhưng mà dù sao chăng nữa thì mình cũng dám khẳng định là ở trong nhà mình là người luôn luôn giảng hòa, chứ không phải bà xã mình. Bà xã mình thù dai lắm. Thù là phải anh, dạ, gặp em cũng thù anh, dạ. Chứ không phải không đâu. Qua cái câu chuyện anh chị chia sẻ, thật sự nó rất là đáng ngưỡng mộ. Và nó đáng để mọi người rút ra một cái bài học cho mình ở một góc độ nào đó trong cái câu chuyện này. Đối với em, người đàn ông yêu phụ nữ ở chỗ người phụ nữ phải có giá. Bất cứ một người phụ nữ nào không có giá, đảm bảo đàn ông sẽ rời bỏ. Tôi chắc chắn như vậy. Giá ở đây là giá trị của bản thân. Họ phải biết họ quý ở chỗ nào. Và khi một người phụ nữ tự tạo ra được cái giá trị của bản thân, chắc chắn đàn ông không thể rời đi được. Bởi vì đồ nó kiếm được con khác ngon hơn con này. Và cái điều đó chị đã hoàn toàn làm được, đúng không anh? Làm gì có người phụ nữ nào có thể nhìn anh thả 5.000 con cá để lận từng con. Và tới lúc anh lận tới bả, anh mệt, anh không lận nữa. Đó là cái đầu tiên. Và may mắn anh đã chọn đúng người. Bây giờ tới phiên phụ nữ. Thế phụ nữ yêu đàn ông vì cái gì? Chỉ có một chữ để phụ nữ phải ở lại với người đàn ông đó thôi. Đó là nể. Không nể không ở được với bất kỳ người đàn ông đó. Nể đây là nể về cả tính cách, sự làm việc, trí tuệ của anh ta, sự tử tế của anh ta. Khi người phụ nữ nể mới ở lại được. Như chị nói, yêu là làm ơn chấp nhận luôn cái tính xấu của người ta để nhìn vào đúng cái điều mà mình đang cần nhất ở cái người đó. Chỉ cần cái điều đó mình cảm thấy còn xứng đáng thì nó sẽ là xứng đáng. Tôi cho rằng cái lời khuyên của chị gửi cho các bạn trẻ là rất chính xác. Thứ nhất là phải xem tính cách của con người đó như thế nào. Thứ hai, người đó phải yêu lao động. Tôi rất trân trọng cái tình yêu lao động của anh Thắng. Tôi phản đối chị khi nói rằng là anh ấy xấu, anh ấy nhiều điểm xấu. Anh không xấu tí nào cả. Anh mà xấu thì tôi ra làm sao? Tôi quá tệ và tôi quá xấu. Anh Sâm ơi, nhưng em học được một cái bài học. Từ bây giờ trở đi em sẽ giống cá. Anh biết tại sao? Là không nói gì nữa. Ai dạ. Thì sẽ đảm bảo được tình yêu mãi mãi. Chỉ cần chị không nói, người ta sẽ tự động lại hỏi em muốn gì. À, đúng không ạ? Em cũng sẽ lấy câu chuyện này để em học hỏi. Tại vì vợ em cũng vui lắm. Nghề này không đơn giản như mọi người nghĩ. Nó cần một trí nhớ tốt để tích lũy kinh nghiệm. Trong suốt 3 năm qua, tôi đã dùng những kinh nghiệm này để rút ra cho mình những kết luận rất là chính xác. Tôi là Thắng Ngô. Tình yêu các cô luôn mãnh liệt trong tôi. Tôi đã từng nhìn qua và tiếp xúc hơn 100.000 cá khôi tại Nhật Bản với tất cả các kích cỡ khác nhau, từ những chú cá khôi mới nở chỉ bằng đầu que tăm và những chú cá khôi kích thước gần 120cm. Để đánh giá chất lượng về một chú cá khôi, không đơn giản là chúng ta chỉ dùng mắt, phải kết hợp tay và những cái cảm giác, cảm xúc của mình để chúng ta có thể cảm nhận được. Từ trực quan sinh động, tôi sẽ chuyển thành tư duy chủ tượng. Để đối chiếu lại với thực tiễn mà tôi đã trải qua, tôi sẽ cảm nhận được cấu trúc body, làn da của cá mà không cần phải dùng mắt, tôi vẫn có thể phát hiện được. Là một trong 12 giám khảo quốc tế
và là người Việt Nam duy nhất trong cuộc thi Onsebenkoso kỷ niệm lần thứ 50. Để chấm điểm cho một chú cá côi có thể trở thành hoa hậu thì không khác gì chúng ta đang chấm điểm cho một cô hoa hậu trong một cuộc thi dành cho con người, bao gồm các yếu tố nhất dáng, nhì da, thứ ba là ứng xử. Chính vì vậy, ngày hôm nay tôi đến với Siêu Trí Tuệ Việt để kiểm nghiệm lại những kiến thức của mình, cũng như chứng minh rằng việc tôi làm được sẽ rất ít người có thể làm được. Bây giờ mới nói nữa là tại sao anh dám mang 50 con cá của anh tới đây? Anh có nghĩ là mình sau khi mình làm tiết mục này nọ rồi có ảnh hưởng gì tới mấy em đó không? Thực ra là mình rất tự tin về cái chuyện này. Về cái khả năng mà giữ được con cá coi luôn luôn an toàn, theo anh ở Việt Nam này nhiều người có khả năng nhanh không? Cái điều này mình không dám nói, nhưng mà nó không có đơn giản. Có thể là nói thì ai nói cũng được cả, nhưng mà thực tế cái chứng minh cái làm mới là quan trọng. Nhưng bây giờ quan trọng là hôm nay thử thách gì? Bịt mắt mình lại, mình sẽ kiểm tra hết toàn bộ số cá này, sau đó giám khảo có thể bắt từ bên này, lựa chọn bất kỳ mấy con cá tùy giám khảo, rồi giám khảo đưa qua đây. Sau đó là mình sẽ kiểm tra lại cái số cá này và mình sẽ phát hiện ra những con cá mà giám khảo chọn từ bên này đưa qua đây. Mà không dùng mắt. Không dùng mắt, hoàn toàn dùng giác quan và cảm xúc. Cái này mới ghê nè. Dạ thưa quý vị, nghe thì nãy giờ rồi chúng ta thấy là dạ có nhiều cái thì nghe nó có vẻ hơi mệt. Có nghĩa là chỉ rờ các cháu. Đúng. Rồi chúng tôi muốn bắt bao nhiêu con bên này qua bên này cũng được. Anh rờ lại một lần nữa rồi anh lôi mấy cái bà mà mới chuyển qua. Đúng rồi. Wow. Không dùng mắt nha thưa quý vị. Vâng, đây cũng là một dạng trí nhớ. Điều gì đã khiến anh đến với cái chương trình này? Tại vì em nghĩ là nếu mà nói về tiền thì không mời được anh đâu. Chính xác. Thật sự là mình làm cái nghề này, nếu mà mình làm vì tiền thì mình không có ngày hôm nay. Nếu mà vì tiền thì mình phải tính toán rất là chi li, số tiền mình bỏ ra, và với cái mức độ rủi ro nó cực kỳ kinh khủng. Vâng, mình thấy nó hay thì mình muốn tham gia thử để xem thử thực sự mình làm được cái gì. Đây không những chỉ là tình yêu, đây là sự cảm nhận, đó là những trí tuệ đặc biệt, những khả năng đặc biệt của những con người đặc biệt. Hy vọng anh sẽ thành công trong tiết mục này nhé.